Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bình luận án lệ Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế đã xảy ra trường hợp người mua bảo hiểm chậm đóng phí bảo hiểm nhưng mà doanh nghiệp bảo hiểm vẫn chấp nhận việc đóng chậm này, như là vẫn nhận nè xuất hóa đơn giá trị gia tăng và báo cáo thuế việc đóng phí bảo hiểm. Sau đó thì sự kiện bảo hiểm xảy ra và vấn đề đặt ra là doanh nghiệp bảo hiểm có phải thực hiện trách nhiệm bảo hiểm hay không? Và quyết định giám đốc thẩm số 28 năm 2018 KJTM RDT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng xử lý, và hướng này được phát triển thành án lệ số 37 năm 2020. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình chuyên mục Bình luận án lệ hôm nay đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, trưởng khoa luật dân sự Trường Học luật Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Tư vấn án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Xin chào Hoàng Anh và xin chào quý vị. Án lệ số 37 năm 2020 về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm. Về nội dung án lệ, sau khi nhận được tiền phí bảo hiểm của công ty N, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm B và bảo hiểm B1 không có ý kiến gì và cũng không có văn bản thông báo về việc đóng tiền phí bảo hiểm chậm, thì hai hợp đồng trên đã không còn hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2015 mà bảo hiểm B1 vẫn nhận xuất hóa đơn giá trị gia tăng và báo cáo thuế về hai khoản tiền đóng bảo hiểm này của công ty N, nên mặc nhiên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm B và bảo hiểm B1 thừa nhận việc đóng tiền phí bảo hiểm chậm của công ty N và thừa nhận hai hợp đồng bảo hiểm trên có hiệu lực thi hành. Do đó, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm B phải có trách nhiệm bồi thường theo hợp đồng giữa hai bên đã ký kết. Về khái quát án lệ, sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm mới đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không có ý kiến gì, không có văn bản thông báo cho bên mua bảo hiểm về việc chấm dứt hợp đồng mà vẫn nhận phí bảo hiểm, xuất hóa đơn giá trị gia tăng và báo cáo thuế về khoản tiền đóng phí bảo hiểm. Sau đó sự kiện bảo hiểm xảy ra. Trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người được bảo hiểm. Án lệ số 37 đưa ra hướng xử lý là hợp đồng bảo hiểm vẫn có hiệu lực thi hành. Vậy Phó Giáo sư đánh giá như thế nào về tính thuyết phục của cái án lệ số 37 này? Trước khi đi vào chi tiết cái tính thuyết phục của án lệ số 37, cho tôi nói một chút về cái kỳ vọng của các doanh nghiệp bảo hiểm. Thực chất tòa án tối cao đã tổ chức ít nhất 2 cái hội thảo lớn với doanh nghiệp bảo hiểm liên quan đến cái hoạt động bảo hiểm, trong đó có một cái nội dung về phát triển án lệ liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Thì doanh nghiệp bảo hiểm thường đối chiếu với cái kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài, là trong lĩnh vực bảo hiểm pháp luật nước ngoài có rất nhiều án lệ, và họ cũng hy vọng rằng ở pháp luật Việt Nam có những án lệ trong lĩnh vực bảo hiểm, và như vậy nó sẽ bổ sung các cái nguồn, và khi chúng ta giới thiệu với nước ngoài thì sẽ có cái sự tương đồng tương đối cao giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài khi chúng ta bàn về nguồn điều chỉnh các hoạt động bảo hiểm. Thì án lệ số 37 là một trong 3 cái án lệ hiện nay liên quan đến bảo hiểm, và hôm nay chúng ta bàn về cái tính thuyết phục của án lệ số 37. Thì án lệ số 37 có mấy cái điểm đáng lưu ý như sau. Ở đây chúng ta thấy thời hạn đóng phí bảo hiểm đã qua và cái người mua bảo hiểm họ vẫn tiếp tục đóng phí bảo hiểm, và phía doanh nghiệp bảo hiểm vẫn nhận tiền bảo hiểm với những ứng xử ví dụ như cung cấp hóa đơn. Thì chúng ta thấy những cái thông tin như vậy cho thấy thực chất ý chí của các bên là vẫn duy trì cái hoạt động cái hợp đồng bảo hiểm mặc dù thời hạn bảo hiểm đã hết. Chính vì vậy việc án lệ ghi nhận vẫn duy trì quan hệ bảo hiểm và quy trách nhiệm cho doanh nghiệp bảo hiểm, buộc doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền cho người mua bảo hiểm, là một cái đường lối thuyết phục bảo vệ cái người mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm. Lưu ý tiếp theo là cái án lệ này nó phù hợp với cái nguyên tắc thiện chí trung thực trong pháp luật Việt Nam. Chúng ta thấy Bộ luật dân sự 2015 đã ghi nhận một cái nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam, đó là trong quá trình xác lập, thực hiện cũng như chấm dứt quyền nghĩa vụ, các bên phải thiện chí trung thực. Trong trường hợp này ghi nhận hiệu lực của duy trì hiệu lực của họ hợp đồng bảo hiểm và buộc doanh nghiệp bảo hiểm
tiếp tục trả tiền cho trả tiền cho người mua bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra là hoàn toàn tương thích với nguyên tắc thiện chí trung thực ở Việt Nam. Về cái tính thuyết phục thì cũng có thể phân tích ở góc độ văn bản, thì chúng ta lưu ý các bên đã ấn định một cái khoản thời hạn để cho người mua bảo hiểm đóng tiền bảo hiểm, và sau đó người mua bảo hiểm đóng chậm và cái người doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tiếp nhận, thì đây chúng ta hoàn toàn có thể coi là một cái loại thỏa thuận lại về thời điểm thực hiện nghĩa vụ. Và cái loại thỏa thuận lại về thời điểm thực hiện nghĩa vụ này đã được ghi nhận trong Bộ Luật Dân sự. Do đó án lệ này là hoàn toàn tương thích với các quy định của Bộ Luật Dân sự và có cái đường lối giải quyết theo tôi là thuyết phục. Thưa Phó Giáo sư, một vấn đề khá là thú vị đó chính là việc xác định hoàn cảnh tương tự để mà áp dụng án lệ này trong thực tiễn xét xử. Hướng trên được đưa ra ở thời điểm là Bộ Luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực và Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010 đang có hiệu lực. Nhưng mà liệu rằng thì khi Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2019 có hiệu lực thì có được vận dụng cái hướng xét xử này hay không, thưa Phó Giáo sư? Về cái hoàn cảnh tương tự thì có lẽ tôi có một số lưu ý như sau. Cái lưu ý thứ nhất là về cái nguồn điều chỉnh cái quan hệ. Thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh tạo ra án lệ số 37 xảy ra ở thời điểm Bộ Luật Dân sự năm 2005 đang có hiệu lực và ở thời điểm Luật Kinh doanh Bảo hiểm chưa được sửa đổi vào năm 2019. Tuy nhiên nếu hoàn cảnh tương tự xảy ra mà chúng ta có Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã có hiệu lực, Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi năm 2019 đã có hiệu lực thì chúng ta vẫn áp dụng tương tự án lệ này. Cái điểm lưu ý tiếp theo về người mua bảo hiểm trong tình tiết tạo ra án lệ số 37, người mua bảo hiểm là một doanh nghiệp và họ chậm thanh toán và đã được doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận. Nếu cái người mua bảo hiểm không phải là một doanh nghiệp và người mua bảo hiểm là một cá nhân thì đường lối giải quyết theo tôi vẫn tương tự. Một cái điểm lưu ý nữa về cái loại bảo hiểm thì hiện nay chúng ta có hai cái loại bảo hiểm cơ bản là bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ. Thì tình tiết tạo ra án lệ số 37 là tranh chấp về bảo hiểm phi nhân thọ và chúng ta vận dụng, và thực tế các loại tranh chấp này rất phổ biến. Nhưng nếu cái tình tiết tương tự, tức là có việc chậm trả tiền và doanh nghiệp bảo hiểm vẫn nhận tiền đối với hợp đồng nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, thì án lệ này cũng được duy trì, cũng được vận dụng. Thì đấy là một số cái lưu ý liên quan đến hoàn cảnh tương tự khi vận dụng án lệ số 37. Xin cảm ơn quý. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư. Xin cảm ơn Hoài. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.